Thế giờ máy xin chào quý bà con. Hôm nay chúng tôi bàn giao máy xay sắt cạo đơn UN6N40. Và hôm nay chúng tôi đang test chức năng là làm bắp vỡ cho khách hàng để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. À, hiện tại thì khách hàng đang đổ bắp vào trực tiếp. Và đây là cái núm vặn. Khi mà chúng ta càng vặn chỉnh vào thì là cái bắp bể càng nhỏ, và nó sẽ bóc sạch hết các cái màng vỏ ra thành mặt cám để làm thức ăn cho gà vịt nhỏ. Còn nếu mà chúng ta cho gia cầm lớn ăn hoặc là cho gia súc thì chúng ta chỉ cần vặn nhỏ để bóc vỡ thành 2 thành 3 thôi. Chúng ta có thể điều chỉnh được theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Ngoài xay bắp bể thì máy có thể xay được các loại đậu đỗ vỡ, có thể bóc được vỏ lụa của các loại đỗ để chúng ta nấu chè, hoặc là chúng ta có thể làm vỡ để đãi vỏ ra đều được. Ngoài bóc làm bắp bể và làm vỡ đậu đỗ thì máy này chức năng chính là để sát từ núa ra thành gạo ăn. Như rất nhiều video chúng tôi bàn giao cho khách hàng thì chúng tôi đã quay. Hiện tại thì hôm nay chúng tôi test cho khách hàng này là chức năng bắp bể. Nếu bà con có nhu cầu muốn xem trực tiếp về máy hoặc là xem về chức năng sát núa ra thành gạo ăn thì bà con có thể xem ở những video bên dưới của chúng tôi. Nếu bà con có nhu cầu muốn tư vấn thì hãy liên hệ với chúng tôi ở thông tin bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con.